Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình làm video này chia sẻ đến quý vị và các bạn. Khi các bạn xem xong video này thì các bạn sẽ có một cách nhìn về kinh doanh. Thì đó là một điều mà mình muốn chia sẻ đến các bạn, và có thể video này giúp ích cho các bạn ở một khía cạnh nào đó. Và hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học, đó là 30 tuyệt chiêu tăng doanh số mỗi ngày ngay lập tức. Giới thiệu khóa học: doanh số bán hàng luôn là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, bởi nó quyết định với sự tồn tại và phát triển của cá nhân doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, với cách làm để gia tăng doanh số bán hàng lại là một câu hỏi khó. Ở ngoài kia đã có không ít người kinh doanh thành công trong kinh doanh, tăng tỷ lệ chốt sale, bán hàng, gia tăng doanh số, thu lợi nhuận cao. Hẳn là họ nắm trong tay những bí quyết riêng. Vậy bí quyết đó là gì? Khóa học 30 tuyệt chiêu tăng doanh số của diễn giả luật sư Phạm Thành Long sẽ chia sẻ với các bạn 30 tuyệt chiêu và bí quyết để giúp bạn gia tăng doanh số bán hàng nhanh chóng. 30 tuyệt chiêu rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả và bạn có thể dễ thực hiện. Trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh cao như hiện nay, nếu bạn còn chần chừ, do dự thì ắt hẳn phần thắng sẽ rơi vào kẻ khác. Đăng ký ngay khóa học để cùng nhau khám phá và thành công. Thì lợi ích của khóa học là nắm được các bí quyết để từ một người mới vào nghề bán hàng trở thành một chuyên gia bán hàng, và biết cách tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng, biết cách tăng tỷ lệ hẹn gặp thành công, tăng tỷ lệ chốt sale, tăng tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận cho cá nhân và toàn doanh nghiệp. Đối tượng đào tạo là nhân viên marketing, nhân viên bán hàng, người kinh doanh và quản lý kinh doanh, giám đốc kinh doanh và các nhà đào tạo và kiến trúc sư, luật sư và sale. Thì mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu về tuyệt chiêu doanh số do Phạm Thành Long diễn giải. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo về bán hàng. Tôi không biết các bạn bằng lý do nào các bạn đã có mặt ở đây, nhưng đây là một ngày sẽ vô cùng quan trọng đối với bạn, bởi vì đây sẽ là một ngày đánh dấu sự chuyển đổi mới của bạn trong lĩnh vực bán hàng. Tôi là luật sư Phạm Thành Long với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật kinh doanh và luật sở hữu trí tuệ. Tôi mới bước vào lĩnh vực đào tạo chỉ trong vòng hơn một năm, nhưng tôi đã trở thành một trong những luật sư, nhà đào tạo có số lượng học viên đông nhất cả nước. Hàng chục ngàn người đã tham dự vào những khóa học của tôi và cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn sau khi kết thúc khóa học. Trong khóa học đặc biệt này, tôi sẽ hướng dẫn bạn những kỹ thuật vô cùng đơn giản, dễ dàng triển khai và giúp khách hàng phải đuổi theo bạn. Bạn sẽ học được cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Thông qua đó, bạn sẽ nâng cao được chất lượng sống của mình và nâng cao được chất lượng của mối quan hệ. Tôi sẽ nói với bạn không chỉ về tư duy bán hàng đúng, không chỉ cung cấp cho bạn những công cụ bán hàng đúng, không chỉ cung cấp cho bạn những phương pháp bán hàng đúng, mà tôi còn giúp cho bạn có được những hành động đúng về bán hàng, hướng dẫn từng bước một để bạn xây dựng ra raving fan, những khách hàng mà luôn luôn giúp bạn bán hàng vô điều kiện. Đây sẽ là một phần vô cùng đặc biệt chưa từng có trước đây trong một khóa học bán hàng. Raving fan là cách phát triển kinh doanh an toàn, bền vững và không tốn kém chi phí. Tất cả những gì tôi hướng dẫn bạn trong chương trình này, bạn sẽ không cần bán hàng bằng trí óc nữa, mà hoàn toàn bán hàng bằng trái tim. Bạn sẽ biến mọi khách hàng trở thành người thân trong gia đình của bạn. Nếu bạn đang là những nhà kinh doanh, bạn đang bán bất động sản, bán bảo hiểm nhân thọ, bán ô tô, bán bất kỳ điều gì, thì bạn cũng cần những kỹ năng này. Nếu ngay cả khi bạn chưa từng bán hàng, thì những điều mà tôi chia sẻ trong khóa học này cũng giúp bạn có sự tự tin, tạo nên sự đột phá trong cuộc đời của bạn. Hãy luôn nhớ rằng
bán hàng tương ứng với chất lượng sống của bạn. Bạn bán hàng càng giỏi, chất lượng sống của bạn càng cao. Bằng những trải nghiệm trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình gần 20 năm, những trải nghiệm đó kết hợp với hàng trăm khóa học trong và ngoài nước về bán hàng, hàng ngàn cuốn sách tôi đã từng được đọc, và quan trọng hơn, với trải nghiệm kinh doanh của chính tôi sẽ giúp bạn không phải mắc phải những sai lầm mà tôi đã từng mắc trước đây. Bạn chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ ngày hôm nay và bạn sẽ có kiến thức 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và kinh doanh của tôi. Hãy đăng ký ngay khóa học ngày hôm nay và tôi tin chắc rằng bạn sẽ cảm ơn tôi, bởi những kiến thức và trải nghiệm của tôi sẽ trở thành của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học tuyệt vời này. Và các bạn đã theo dõi đoạn giới thiệu của luật sư Long, 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số ngay lập tức. Thì khóa học này là trị giá 2 triệu đồng. Thì nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký đường link ở phía dưới video của mình, được ưu đãi 40%. Nếu như các bạn đăng ký không click vào đường link ở phía dưới video của mình thì các bạn sẽ mua với mức giá là 2 triệu đồng. Nhưng khi các bạn chọn vào đường link ở phía dưới thì các bạn sẽ được giảm giá là 40%, chỉ còn lại 1.999.000. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích và mang lại giá trị đến các bạn thì các bạn hãy vui lòng chia sẻ video của mình cho nhiều người cùng xem, và hãy nhớ đăng ký kênh của mình để đón nhận những video chia sẻ của mình mới nhất và hữu ích nhất đến các bạn. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.